Vâng, xin chào mừng các bác đã quay lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh số lúc đó ạ. Thì ngày hôm nay cửa hàng bọn em chính thức lên sóng cho các bác. Đây là một lô loa, một dòng loa của Nhật Bản, ở thương hiệu lớn anh cả trong dòng loa karaoke, đó là BMB. Thì ở Nhật Bản chúng ta sẽ thấy là có khá là nhiều thương hiệu dòng loa BMB, nhưng mà thương hiệu mà lớn nhất thì không ai khác chính là thương hiệu BMB các bác nhá. Đấy, BK rồi, Dam rồi, mà răng vân vân, thì tất cả những thương hiệu đó cũng chưa thể lớn bằng cái thương hiệu BMB, bởi vì thương hiệu BMB là thương hiệu lâu đời nhất về dòng karaoke cũng như là nó nổi tiếng nhất trên thị trường ở Nhật. Đấy, thì ngày hôm nay em lên sóng bắc một cái dòng loa có thể nói là dòng loa anh cả của tất cả dòng loa Nhật, thì một dòng loa cao cấp nhất đến thời điểm hiện tại bây giờ luôn, đến bây giờ luôn, tính cả cái hàng mới luôn các bác nhá. Thì đây cũng là cái lô loa mà cao cấp nhất trong tất cả các model của BMB, dòng loa bát 30 đổ lại. Đấy, không tính 44 mét các bác nhá, 40 là nó là dòng sự kiện rồi, chúng ta không tính rồi. Còn nếu dòng full 30 thì đây là dòng loa cao cấp nhất và nó cũng là mắc nhất ở cụ dòng loa Nhật. Tính cả dòng loa của thương hiệu BK, tất cả các hãng, thì con này là mắc nhất và nó cũng là hàng khủng nhất đến thời điểm bây giờ. Đấy, thì như các bác đã biết là trước bên này vẫn từng bán các bác rất là khá nhiều model của dòng loa full BMB, như là CSS 2010, rồi BMB CSP 5000C, rồi CDS 2012C. Thì ngày hôm nay nó là một đàn anh của tất cả những model mà em từng kể ra, đó là CSS 3012. Thì CSS 3012 nó là bản cao cấp nhất so với bản 2012 và cũng như 5000C và những model khác nữa. Và nó là hàng hiện tại bây giờ có thể nói là giá cả cũng cao nhất. Nếu chúng ta mua một đôi loa này hàng nhập khẩu chính ngạch thì các bác đã biết rồi, giá nó khá là cao. Nhập khẩu chính ngạch có nghĩa là đóng thuế cho nhà nước đàng hoàng, và đương nhiên là có công ty đại diện ở Việt Nam thì chúng ta gọi là đóng hàng nhập khẩu chính ngạch. Thì giá cả của đôi loa này nó khoảng độ trên 60 triệu đến 70 triệu một đôi. Một đôi 5000C tầm khoảng 57 triệu, một đôi 2012 tầm 61-63 triệu. Và với bản đồ 3012 nếu nhập khẩu chính ngạch do công ty Bình Tuấn, có nghĩa là đó là đại diện của BMB ở Việt Nam nhập khẩu, nộp đóng thuế cho nhà nước, thì đôi loa này cũng tầm khoảng trên 60 triệu một đôi nếu hàng mới nguyên thùng. Đương nhiên là những đôi loa hàng mới bây giờ có một số đơn vị người ta cũng nhập lậu, thì như vậy trước bên em từng nhập lậu được một ít thì cũng giá cũng khá là mềm hơn. Thì nó cũng tùy theo cái mức độ của hàng nhập. Thì hàng nhập thì có nhiều người cũng sợ bảo là hàng mới bây giờ chất lượng bây giờ gia công nó kém hơn hàng bãi. Đó là tùy suy nghĩ của mỗi người, thì em nói các bác rồi, em không đóng góp vào cái ý kiến đó. Mỗi người có một ý kiến riêng, có người thì chỉ chọn hàng bãi, có người thì chỉ chọn hàng mới, đó là ý kiến mỗi người, thì em cũng không tham gia vào cái vấn đề này. Thì các bác cũng tự đưa ra ý quyết định của mình thôi. Còn ngày hôm nay em lên sóng các bác, đây là một lô loa BMB CDS 3012 hàng bãi xịn 100 phần triệu luôn. Và đẹp đến mức độ hoàn hảo. Bác nhá, đẹp đến mức độ hoàn hảo luôn. Khẳng định các bác luôn, tất cả những cái chiếc loa BMB ở đây đều đang còn zin đét 100%, từng góc cạnh mọi thứ đang còn quá đẹp. Rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Phải nói là cái loa của BMB thì thiết kế khá là đẹp, và cái tem họ làm cũng rất là đẳng cấp, các bác nhìn nó khá là mượt mà, và e căng họ các họ dập những đường nét rất là đẹp. Đối với dòng của 5000C thì các bạn thấy là nó sẽ có một cái đường dập ở giữa. Nhưng đối với dòng SCDS thì nó sẽ là hai đường bo hai bên, hai đường line hai bên. Đấy, hai đường line bo cong ở hai bên các bác. Đấy, khác nhau chỉ điểm vậy thôi. Và cái bên khi các bác nhìn thẳng vào bên trong, khi chúng ta chưa cần tháo loa ra, thì cái điều đặc biệt mà chúng ta sẽ phân biệt ngay được đây là dòng 2010, 2012 hay đời 3012. Đó là cái điểm đầu tiên chúng ta nhìn thấy, nó là sẽ khác ở ngay cái đường viền của cái loa đây. Thì cái đời 3012 nó sẽ được cắt phay CNC, phay nhôm CNC đó, nhìn này, nó sẽ trắng bệt luôn. Nó sẽ tạo thành một cái đường tròn xung quanh cái bát rất là rõ ràng. Chúng ta nhìn từ xa chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Nó một cái đường trắng tròn rất là đẹp, đúng không ạ? Còn đối với 2010 thì nó sẽ không có đường line này, không có cái đường phay này các bác nhá. Và nó sẽ là đen xịt luôn. Đấy, đen xịt luôn các bác nhá. Đấy. Đó là cái điểm nhận dạng đầu tiên chúng ta nhìn từ bên ngoài vào. Đấy, và bây giờ chúng ta cùng vào bên trong. Vào phía thông số trước kìa nhá. Nước sơn. Nước sơn thì toàn bộ của loa full BMB đều nước sơn giống nhau, từ đời 5000C 2010 đến 5000C đến 2012 và đến ngày hôm nay đến 3012 thì cái nước sơn nó cũng luôn luôn giống nhau. Loa này em chưa vệ sinh rất là bẩn, nhưng là nó khá là mịn. Nước sơn nó khá là mịn, họ không hề làm gai sần lớn giống như các hãng khác. Mà cái gai này cũng có, em mới nhìn này. Nó nhìn kỹ mới thấy. Đây này. Đấy, thấy không ạ? Gai rất là li ti. Gai rất là bé bác, cho bác sờ vào thì gần như nó nhẵn luôn. Nhưng mà nhìn kỹ thì nó sẽ hơi gai, bởi vì gai nó rất là mỏng. Hãng BB họ làm gai rất là mỏng các bác nhá. Đấy. Còn phía đây. Đây là thông số phía sau.
chúng ta thấy là BMW CSF 3012C. Đấy chính là đời 2012C các bác nhé. Đấy. Công suất làm việc của cái loa này đó là từ 500W, xin lỗi 500 hẹn. Cho nói nhầm các bác lại thôi nhầm. Khi là hơi lô bu một chút. Công suất làm việc của đôi loa này đó chính là 500W công suất làm việc các bác nhá. Và công suất tối đa của đôi loa này chịu đựng được đó là 2000W. Đây. Chính là 2000W. Đây. Và cái dãy tần của nó đánh được là từ 50 Hz. Có nghĩa là đôi loa BMW này dãy tần đánh sâu hơn 5000C tới 5 Hz. Đấy 5 Hz các bác nhá. Con này đánh từ 50 Hz đấy cho đến 20000 Hz. Có nghĩa là đôi loa này mặc dù nó là một dòng loa biến thể là lỗ thông hơi phía sau. Đấy, khác với 5000C là so với trước. Nhưng em khá bất ngờ là đối với dòng CDS 2012 và CDS 3012C thì nó lại cái dãy tần bass lại thấp hơn so với 5000C. Bởi vì cũng dễ hiểu rồi, bởi vì nó là cái đời cao cấp hơn và đàn anh. Và số email của trường sản phẩm đây được in thẳng trực tiếp trên bản luôn. Và số mã vạch để chúng ta kiểm tra hàng bảo hành. Thì lưu ý luôn nhé, nói các bác giờ có một số cửa hàng là hoàn toàn kinh nghiệm không có, nhưng mà rất là hay lên làm video linh tinh và làm hoang mang cho người tiêu dùng Việt Nam. Đặc biệt là những cái dòng loa BMW mà nhiều người cứ lên mạng check mã vạch để ra hàng chính hãng. Thì em đã nói rất là kỹ chuyện này. Xin thưa các bác luôn, các bác chỉ check được ở mã vạch ở những cái dòng tem vàng, tem bé. Còn những dòng tem lớn này gần như 100% sẽ không check được. Cái lý do vì sao thì các bác hãy vào ngay lên trên YouTube, các bác gõ là hướng dẫn check mã chính hãng trên loa BMW. Nó sẽ ra ngay một cái video mà bên em đã làm rất là kỹ, rất là kỳ công, rất là kỹ từng thao tác một, từng cái đường link để cho bác nhấn vào, các bác kiểm tra mã vạch và lý do vì sao như không tra được, rồi vân vân và vân vân. Thì các bác hãy ấn vào trong đó, chúng ta sẽ kiểm tra được ngay. Đúng không ạ? Các bác nhá. Đấy. Thì đối với dòng loa BMW thì từ năm 1995 cho đến năm 1997 thì tất cả dòng loa BMW đều được sản xuất tại China rồi. Đây, nhà máy tại China, Made in China, hàng chính hãng nó phải quy rồi đầy đủ các bác nhá. Còn đây, công nghệ này, Tokyo này, Moto Motec gì đây. Đây, Tokyo này, Japan này. Đây. Đây. Công ty gốc ở văn phòng thì vẫn ở Nhật nhưng mà nhà máy thì nằm ở Trung Quốc giống như là Apple bác. Thì năm 95 bắt đầu chuyển hỏi chuyện sang rồi. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong đôi loa này. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đôi loa này các bác nhá. Xem nó như thế nào, nó đẳng cấp như nào. Vì sao loa BMW nó lại giá nó cao như thế. Và chúng ta cùng xem nhé. Vâng, và đây cái nội thất bên trong đôi loa này các bác nhá. Cái đầu tiên chúng ta thấy là cái tép của BMW. Những cái đời loa full của BMW thì họ đều làm khá là to. Nó đã cực kỳ to luôn, kể cả cái họng vậy các bác. Cái họng họ làm khá là lớn và dài. Nó rất là dài các bác. Đấy, dài và họ gia cố bằng những cái miếng nhựa hai bên để chống trường hợp là bị gãy, vỡ. Đấy, đây phải về hai miếng nhựa họ dán cố định đây. Đây, đây, rượu các bác này. Và con tép thì các bác sẽ thấy là dòng full của BMW thì có đặc biệt là con tép nó khá đẹp. Nó thực sự họ làm đẹp. Từng cả cái phế thứ 500, từng cả cái kẹp từ họ làm khá là dày các bác. Dày và cao hơn. Cao hơn rất khá là nhiều con tép bình thường, các bác thấy con tép thị trường này nó chỉ cần tầm này thôi, cả phần cái nắp gầm tầm đến đây thôi. Nhưng đối với BMW họ làm khá là dày và cao, nhìn nó kiểu dáng khá đẹp, thì nó thực sự đẹp luôn ạ. BMW thì em đánh giá cao với kiểu dáng con tép này, nó vừa đẹp và nó vừa sang nữa. Đấy, mà dòng lồng tép của full của BMW là tép rất là mạnh các bác nhá. Nhiều người còn khi mua loa BMW xong mà có lo lời phải tháo luôn, nó không dùng được nữa, bởi vì loa BMW tép rất là mạnh. Đấy, con tép này về đó nó cực kỳ mạnh luôn. Kiểu dáng là tuyệt vời đẹp đúng không các bác? 45W, trợ kháng 8 ohm, số email của tép. Đấy, BMW. Phải nói tuyệt đỉnh đấy các bác ạ. Đẹp, nói chung là tép BMW thì chấp nhận là nó họ làm quá chỉnh chu luôn. Quá đẳng cấp đấy. Đấy. Còn về cái bát. Bát của 3012 thì nó gần giống như bát của 2012 các bác, chỉ khác một chút là những cái đường phay thôi. Còn về cơ bản là tổng thể thì em thấy cũng giống nhau. Không có khá khác biệt các bác nha. Chắc có thể chỉ khác được điều duy nhất đó là cái khác ở cái đường dâu này. Thì em thấy cái dâu của dòng 3012 là nó lớn hơn một chút so với 2012. Nó lớn hơn một chút các bác nhé. Không quá nhiều. To hơn. Nhìn nó cứng cáp hơn, xịn sò hơn. Nhìn nó dày dặn. Các bác cảm giác nó dày dặn hơn, nó ngon lành hơn. Đấy, con này cũng là gần 3 sóng giống y chang 2012. Xương thì cũng kiểu xương tựa tựa như vậy. Đấy, khá đẹp. Dày, loại xương này là khá là dày. Các bác gửi bưu điện thì cũng không lo lắm. Đấy, vì nó họ làm hai bo hai bên khá là dày bác, cực kỳ dày. Cái chạm loa của BMW thật các bác luôn. Nó cũng giống như những dòng chạm loa của một số dòng loa TB của Mỹ này, một số dòng loa của Mỹ ấy. Em thấy các bác là cái chạm loa một cái hàng mắc tiền của Nhật thế này thì các bác có dùng thêm 10 năm, 20 năm hay 30 năm nữa đi, kể cả 50 năm nữa đi. Em hứa các bác luôn, các bác kiểm tra những cái đôi loa cổ của BMW và xem. Những cái chạm loa này không bao giờ dỉ nhá. Coi như này.
chỉ cần lau phát này, ở bên này chưa lau nhá, lau này ấm ấm này, có như này, em lau bên này này, bóng nhóng này như này, thấy không? Bên này này, đấy, thấy không? Đây cái tay em nó phát nó trong này thấy không? Nó bóng nhóng luôn, nó không bao giờ bị dỉ xét các bác, nó chỉ bị ám cái màu thời gian lên cái sản phẩm, lên những cái chạm này, sao chúng ta cần dùng cái tay chúng ta hơi ấm ấm một chút, tay chúng ta có mồ hôi chút, chúng ta miết nhẹ một cái thôi, thì nó thật các bác luôn, nó như mới luôn, thế mới hay các bác, có dạ man được các bác nhá. À, cái đặc biệt là đôi loa, cái bát loa của BMB mà 2012 này thì nó có một cái điều mà em khá là thích. Bởi vì sao? Bởi vì nó sử dụng hoàn toàn là côn hở bác. Cái côn hở này nó như em đã nói các bác là côn hở là một dòng côn mà chống đạo nhái, chống làm lại và tốt nhất cho mình sử dụng, bởi vì nó tỏa nhiệt nhanh. Và những cái dòng loa mà côn hở này nó ít khi nó bị ôm côn, bởi vì nó tỏa nhiệt quá nhanh luôn, hơi nó vào nó đẩy làm mát cái côn luôn rất là nhanh. Và đây này, lại thấy đây, đây bạn thấy không ạ, côn đằng trong chúng ta thấy luôn này, các bác sẽ thấy côn đằng trong luôn đấy, côn đằng trong nó chạy này, đẩy lên đẩy xuống chúng ta thấy luôn. Thì nếu mà kiểu lại lo như này hoàn toàn các bác không ai có thể làm lại được, bởi vì các bác thấy cả ruột gan đằng trong rồi, làm lại thấy kêu ngay lập tức, à kêu nó che chét ngay lập tức, không có cách nào làm cho nó đẹp được, đúng không ạ? Bởi vì kêu này là nhà máy nó làm, cho nên là không có cách nào để mà chúng ta làm nhái được cả, chúng ta bỏ côn khác vào là thấy ngay, rất là đơn giản thôi, cực kỳ đơn giản. Dòng loa BMB là nó là sử dụng dầu móc các bác nhé, trong đất như đây này. Đây, từ bên đây họ móc sang bên đây. Đấy. Hồi trước em bán cho một người và người ta bảo là ôi ơi loa này làm lại nó hàn hai nơi. Xin thưa bác là các bác ít tìm hiểu quá. Đây. Đây là dòng dầu móc chống đứt cổ các bác nhá. Dầu móc và chỉ dòng loa mà mắc tiền người ta mới làm vậy thôi, mất thời gian lắm. Họ móc xong hai vòng đấy. Đấy. Côn này, rồi đến nhện này. Kêu nhện này là kêu cái nhán bác xịn này, đúng kêu đặc trưng của BMB chưa? Đấy, kêu đặc trưng của BMB chưa bác? Nhẹ quá đẹp luôn, vàng ươm luôn. Kêu này, kêu niêm phong của dâu này, đang kêu này, đâu còn nguyên nhá. Đấy các bác nhìn cái kêu niêm phong của dâu này. Đấy, kêu niêm phong kêu xanh này, đang dùng kiên bán nhá, chưa đụng chạm gì hết nhá. Đây, bát loa đây. Màng loa rất là sâu. Màng rất là sâu. BMB Pro Passion này. Dạ, gần 2 sóng, à con này sẽ nói gần 2 sóng, nó nhầm được 3 sóng. Đấy. Đấy, cái cạnh của dòng 2012 nó sẽ là cắt CNC màu nhôm trắng loài đặc bản ở đây, có thấy không? Cái đường CNC đây. Còn đối với dòng 2010 không thì nó sẽ là điên luôn. Họ không có làm cái đường line này, đường bò trắng này. Bát rất là đẹp luôn bác. Đấy, bát của 3012 và 2012 thì nó sẽ gồ lên. Nó sẽ gồ lên trên, còn đối với 5C nó sẽ bằng phẳng bác nhá. Đít phẳng luôn. Đấy, nó khác nhau điểm vậy. Đây, để xuống cho bác. Và về phân tân. À, phân tân của BMB thì nói thật các bác luôn là họ chỉ là làm cuộn cảm là cuộn cảm dài, chứ ít khi làm cuộn cảm tròn lắm, chỉ có gọi cuộn cảm tròn là cuộn cảm tép thôi. Thì có cuộn cảm lớn này đều là sử dụng cuộn cảm bát hết các bác này, là các bát hết và đang còn zin hết 100% nhé. Đây những cái kêu đang nguyên nằm đúng vị trí của nó, chưa đụng chạm này luôn, chở rất to, tụ xịt mọi thứ đều quá xịn xòa luôn, ra có thùng vách chắc chắn. BMB họ ra có thùng vách thì khỏi lăn tăn được bác ạ, họ làm khá là chắc chắn luôn, từng cái chạm đóng rất là chặt này. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Thực sự rất đẹp luôn. Thì đối với dòng này nó hiện tại bây giờ nó đang là cái model mà cho chất âm hay nhất của thương hiệu BMB đến thời điểm bây giờ. Nó là dòng loa hay nhất. Hay nhất và nó cũng mắc nhất. Đấy, mắc nhất. Thì với những đôi loa này hiện tại bây giờ với giá hàng bãi ở trên thị trường thôi các bác, từ năm ngoái năm nay hay là dòng mà các dòng khác có thể bị phá, bị mất giá. Nhưng riêng với dòng là 2010, 2012 và 3012 này thì giá luôn luôn sẽ ổn định cho các bác. Chưa bao giờ bị lên giá, mà chưa bao giờ bị xuống giá các bác, rất là ổn định luôn. Thì hiện tại đôi loa này bên tại bên em đang bán với giá là 16 triệu đồng so với bằng so với giá với những năm trước. Thì tính ra nó bằng giá so với mọi năm nhưng là tính ra để rẻ hơn. Bởi vì là tiền bạc nó mất giá trị thì khá là nhiều, mà trong khi là chi phí năm nay thì nó cao hơn. Tính ra mình bán giá năm nay thì năm bằng năm ngoái bán sỉ các bác. Đấy, thực sự luôn, cái công bằng năm ngoái bán sỉ. Cho nên là ngày hôm nay thực sự cũng có lô loa này cũng rất là muốn lấy về cho các bác cùng chúng ta cùng trải nghiệm. BMB này, đấy, trải nghiệm của chúng ta, trải nghiệm của một dòng loa đẳng cấp thị trường, thực sự luôn, đó là những dòng model mà đẳng cấp nhất thị trường rồi, và nó quá là hay rồi, chúng ta cũng không bàn cãi thì nói dòng loa này cũng không thể nhận xét thêm được nữa, bởi vì đó là một dòng loa chắc chắn sẽ làm cho mọi người hài lòng, và chắc chắn những ai đã đang dùng loa này rồi, những ai đã đang dùng loa 2010, 2012 và 2312 thì các bác hãy cho em một comment phía dưới xem, các bác đã hài lòng chưa, quá hài lòng chưa, em khẳng định là các bác chắc quá hài lòng đúng không ạ, với số tiền chúng ta bỏ ra. Thay vì chúng ta bỏ ra hàng tiêu tiền mới thì nhiều khi nó còn sót, chứ hàng bãi mà số tiền mà chính là mới bằng 1/3 chứ bằng 1/3 này, 1/4 thế này, thì chắc chắn là mọi người đã quá hài lòng luôn về cái chất lượng của đôi loa BMB nó mang lại. Để các bạn nhé,
Thế thì những bác nào hiện tại đang có nhu cầu về đôi loa này thì hãy liên hệ ngay bên em. Số lượng của em khá là ít. Lô này cũng chỉ có 12 cặp duy nhất. Đúng 12 cặp duy nhất và không có hơn một cặp nào nữa bác nha. Bây giờ các bác có lấy thêm thì em cũng chịu rồi. Vì dòng loa bãi thì nó lâu lâu với chúng ta gặp lần, nhưng loa mới thì chúng ta có thể thâm nhập chúng ta lấy được, chứ còn loa bãi thì phải gặp mới lấy được. Thì ngày hôm nay em đúng có 13 cặp, 12 cặp, và những bác nào đang cần thì liên hệ với em bên em. Xin cảm ơn các bác và xin hẹn gặp lại. Cảm ơn các bác rất là nhiều.